Tranh thủ làm cả mưa tới nè. Ba phân mà còn hai phân nữa. Đang cò vô ống rồi. Nhẹ màu phải không? Anh chăm mày dễ đi. Có hoài luôn á. Giờ một cái bao tay này, giờ đã đi cái nữa nè. Hay quá. Chưa. Mà hồi em có dẹp máy, em cứ quánh gọn gọn lên dẹp mà. 8 tuổi mà nó có bị lớn nè. Mặc quần của ai nữa, trời ơi. Được. Được, mặc quần của ai vậy? Hả? Quần của ai, con mặc quần của ai? Mặc quần của ai? Hả, quần của ai vậy? Quần bé hả? Quần dúng dúng nữa kìa. Mặc được, hai đứa mặc quần gái không à. Ai cho gì mặc cái đó vậy? Thôi cửa ơi, tối ngày chui vô cửa trốn không á. Trốn luôn. Tối ngày chui vô góc nữa đó. Giờ đây thì khi mưa nó tới rồi, cô chú chị à, quá trời đen luôn bên đây. Thầy sẽ tranh thủ làm cái miếng máy xói trước ha, thì mình cũng nhờ anh bẫy ra nè. Thì sẽ có ống 90 rồi. Lên mà lắp căng cái máy xói bên này. Đó, tôi bị lắp lên đây. Mua thêm hai cái ống này là với một cái co, cái chụp này nó với keo rồi nó cũng là 200 mấy nữa, tiền mua thêm cái ống này thì được. Tranh thủ làm cả mưa tới nè. Ba phân mà còn hai phân nữa. Đang cò vô ống nè. Nhẹ màu phải không? Sao đâu anh Vĩnh, không sao đâu. Anh Vĩnh làm sao? Ủa ta. Quý anh xin lỗi. Anh không sao, anh không sao, quý anh không sao. Giờ ghế không? Đây, em cúp ống cho luôn nè. Ừ, hồi lấy ra khó nghe. Đây, phải không? Cầm đi, đi, lại qua đó. Về ghế, về ghế. Đây là cái hàng lắm, tao em bị rồi kìa. Để cho cái này, cái măng xói phải làm cho nó kỹ lên, thôi nước nó văng bên ngoài cũng không phiền nữa. Giờ phải làm, tại hôm vừa gần có phiền được cái măng xói này lắm. Phải làm. Nước
Quá trời chuyện mưa tới đêm hôi tới rồi nè. Kéo mày tới. Vô. Được rồi, được rồi Quý, được chừng tới đó được đó. Đằng trước chừng dư à. Chừng dư không? Rồi, rồi, rồi. Oh my god. Cây này, đằng trước. Cái hang nó nặng. Quá là chuyện mưa gầm quá, đám mưa này nếu mà nó tới đây lớn như lắm. Đem ống này trước Tâm, ống này trước. Hang anh Bảy. Anh Bảy. Anh đang pha mà em nói gì vậy? Hả? Đâu có cái bù lộ cho anh em yên tâm đi. Anh nói là bậy đâu. Nó mà anh làm ừ. Tâm. Tâm là em biết Tâm. Làm cho anh Tâm ở đây á, yên tâm hả? Lên được không ta? Này nè, trước đây. Ống nè, ống dài 5-7. Được không? Có à. Chắc mày dễ đi. Có hoài luôn á. Giờ một cái bao tay này, giờ nó cái nữa nè. Mày. Hay quá. Chưa. Cái đó nữa con nhìn khỏi bắn keo, khỏi dán keo nha. Để cho con nữa, thí dụ có nghẹt gác rồi nó còn thọt á. Có nghẹt gác rồi đó, gỡ cái nắp ra biết không? Gỡ cái nắp nó ra, rồi lấy cây thọt, thọt cho gác nó xuống. Nhớ nha. Mời đi, mời đi. Thì bởi vì bây giờ mấy anh em mới làm cho nó gọn. Nước thì không có qua luôn. Hai ông thợ bỏ dép hết trơn rồi. Theo hút mà nào phải theo chứ dễ gì bỏ được không? Anh tới. Làm vừa xong mà mưa xuống luôn coi. Dạ, phe này. Nắng đêm cái nữa coi chút luôn. Rồi. Giờ đây em bắn cái nghe chàng chỗ cái nói nữa nè. Đó lên con trước. Trên hai cái ống này hết 200 hơn 200. 200 ngàn. Cái nào mà gấp gấp con
các anh làm nhanh lắm, chạy như là tay. Có mấy cái gạch còn đó, đem vô cháu cho mày. Gạch đó, thấy không? Chắc ở đây để nó hứng nước được không được? Gì nữa không? Được hả? Dạ, không được tháo ra. Được cũng phải được. Dạ, được không? Không được tháo ra. Được không? Được tháo ra. 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 Phải sợ vậy. Anh thấy đây có bít thì xếp. Mình bọc đây là cái to này đi, đắng lại lại đây. Hay quá bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi. Mà ok, mình có lo mấy chuyện đó. Thấy có bóng gì không? Nhạc qua cái đi, vô dồn ngồi ra nghỉ rồi. Cái đó dán keo được rồi đó. Ốc xét không ra được. Vừa Quy ơi. Ờ, đi đâu rồi? Dắt kè. Xuống luôn đi. Xuống luôn nha. Ừ. Mình dễ. Được rồi, được rồi, được rồi. Hơi hơi vô mình chút đi. Mưa tới luôn đó. Sấm chớp luôn. Đứng con nữa là tập đẹp rồi đó. Chị 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 ừ vậy đó, đó qua đây nè, nước tắm bên đây con thì không hài lòng em chưa anh Bảy nhanh lên xuống kịp á, mưa tới rồi kìa. Còn cái máy chứ trời ơi, thích thì chết. Coi chừng anh Bảy không kịp nha. Mưa tới luôn rồi nè. Đó gắn được cái con sói bên này nè. Ổn rồi. Chịu chưa? Không chút là nào. Cái này tới đến bình thường cái gì đâu á. À, bình thường. Ở trên kia xuống được. Ông còn đâu mấy ông chín đâu? Ông chín đâu rồi? Để 10 điểm. Hay quá luôn anh Bảy ơi. Chỉ có em mà chịu làm tập nhanh ha. Đáp ứng yêu cầu. Tại trời. Đúng rồi, tại trời. Tại trời phải không? Các bạn vậy đúng rồi. Ừ. Nói nó chui nó chắc
Đây mấy ông bên trong em bút nó cũng cán ở đây rồi, rồi xong rồi. Bốc luôn rồi hồi mà. Quay tôi có hạn tên là thực hiện. Thôi 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 chia thời chiến nè, bóc mày lấy tay bóc phải không? Vâng, thì cũng vừa gắn xong cái ống này rồi cho anh chị, ống nước bên đây nè. Hứng nước mưa nó xuống, mới xối là mới xối nó xuống thì rồi trời mưa tới luôn ha. Đợi tí xíu nó coi. Thì cũng may lắm, cũng nhờ mấy anh em lên, cũng nhờ mấy anh em bẫy rồi ha. Rồi làm tay cũng nhanh. Đó, cũng cảm ơn rất là nhiều, thì cũng xin tạm dừng video đồng chí anh chị. Cảm ơn chị nhỏ ơi, chú Lê Nhiêu cũng như là các chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình của U39 97 bảy bảy con đây.